Khoan anh em, đố anh em biết là hôm nay ở trong cái gói hàng của mình đây nó là cái gì? Chắc chắn là em không thể nào biết được rồi, bởi vì trong này là một chiếc nỏ bắn tăm. Đấy, sau này nghe tên kiểu rất là hay ho. Và hôm nọ trong lúc mình đang lướt trên Lazada thì mình thấy ở đây bán với mức giá rất là rẻ thôi, 34.000. Đây có thể coi là một món đồ chơi nhỏ nhỏ mà dùng để móc vào chìa khóa để mang đi lại loanh quanh cũng được. Và mình nhìn thiết kế kiểu khá là hay và nó khá là cute nên mình đã đặt nó về đây. Và đây, bây giờ thì không làm bóng nữa, ta cùng nhau là đập hộp cái chiếc nỏ bắn tăm này ra để xem là với 34.000 thì cái chiếc nỏ này nó làm được gì và nó có hay ho không nhá. Đây, gói hàng mà Lazada gửi cho mình từ không biết người gửi ở đâu luôn. Gửi cho mình là Khoa Ninh này. Tên sản phẩm đây, dụng cụ phóng tăm mini, đồ chơi giảm căng thẳng. Đấy, mình đã trả tiền rồi. Rồi, vào hộp không gì nữa cả, mình sẽ rạch luôn nhá. Đóng gói nó khá đơn giản thôi, 34.000. Xem nào, đây. Trong bọc này nó sẽ có là cái món đồ chơi. Đây nghe, gói gáy các thứ nó cũng khá là giản đơn thôi. Và xem nào, đây đó, đây là chiếc nỏ của chúng ta này. Chiếc nỏ này thì này được làm bằng kim loại luôn, kiểu xịn phết, trông hay phết này. Thì đấy, đã được tặng kèm là một cái túi tăm này. Tăm này thì em nghĩ là cái phần đầu này nó là phần đế bằng, chắc là đế bằng như này thì mới bắn được nhá. Và tiếp theo là cái gì đây, hai phần thanh, chắc là phần thanh nỏ, tua vít này, dây cung này và cái gì đó nữa. Bây giờ mình sẽ lắp cái này vào và test luôn nhá. Đây, không có hướng dẫn gì hết nên là mình phải lên trên Lazada mình xem thế này. Thì thiết kế của nó có vẻ cũng khá đơn giản thôi, chắc là cũng nó tự lắp được. Và trong ảnh thì trông có vẻ kiểu nó khá là nhỏ, nhưng mà khi mình nhận được hàng thì thấy nó cũng tương đối to đó mọi người. Rồi, giờ mình sẽ lắp nó lên nhá. Lắp thì cũng khá dễ thôi. Đây, lắp xong rồi. Đấy, lắp xong nhìn nó cũng ra gì phết nhở. Kiểu nỏ kim loại xong rồi có cò các thứ luôn. Và để nó bắn ấy thì mình sẽ kéo cái phần dây cung này. Đây, kéo dây cung nhá, kéo nó móc vào đây này. Đó, móc phần lẫy này. Rồi lắp cái viên đạn vào. Đây, viên đạn thì là một viên đạn đầu tù để mà nó đẩy đi được nhá. Lắp vào đây này, đó. Cho nó vào. Rồi, kéo nó xuống đây chưa, ôi trọng dây đau quá. Đây đó, đây lắp nó vào như này nhá, và dùng cái phần cò này để gẩy dây cung đi, đẩy cái viên, đẩy cái tăm đi. Đây mình sẽ thử này, bắn này. Ô đấy, em thấy không, bắn rồi. Mình sẽ test thử luôn cái nỏ này với lại tường xốp để xem nó như nào nhá. Rồi, đầu tiên là mình sẽ test thử độ chính xác của cái chiếc nỏ này với lại một tấm xốp ở kia để xem nó như nào. Đây, mình căn nó chính giữa vào tấm xốp nhé và bắn này. Dính kìa. Đấy, nói chung là không chuẩn chỉ lắm ở cái chỗ mà mình bắn, mình ngắm vào, nhưng nó vẫn trúng được vào tấm xốp ở khoảng cách hiện tại là khoảng độ 1,5 m, gần 2 m. Đây, tiếp theo này, anh nhìn này, đây nhá, mình căn nhá, được chưa? Không dính rồi, đó. Nói chung thì về độ chính xác của chiếc cung này nó bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ bắn thử là 10 cái, 10 viên đạn, 10 que tăm để xem là chiếc nỏ này nó như nào. Đó mọi người, như vậy là mình bắn 10 viên mà chỉ trúng được có duy nhất là một viên, và một viên đầu tiên là trúng từ ban đầu thôi. Còn lại là bắn viên nào là xịt viên đó. Lại trúng này, cứ khi nào mà không định bắn thì nó lại trúng cơ, buồn cười thật, buồn quá nhở. Mình sẽ thử nốt lại 10 mũi tên nữa để xem nó trúng được vào cái bia xốp kia là bao nhiêu mũi nhá. Đấy, mình căn rất là chuẩn này, đó. Và thấy không, bắn ấy nó thường xuyên là bị trượt, anh có thể nhìn rất rõ luôn là nó bị trượt như vậy. Đây nhá, thứ hai này, và nó bay ngược lại nhé. Thứ ba này, phải trúng nhờ, ít nhất là phải trúng được gần 5 viên chứ, sao cái nỏ thần này nó lại trượt nhiều như vậy được, đúng không? Này, khoảng cách rất là gần nhá, nhưng mà chiếc nỏ này thì nó chỉ gọi là vui vẻ mà thôi, anh em cũng vừa thấy rồi.
mặc dù là bắn đi ở đấy nhưng mà không chuẩn đâu. Khá là buồn, chẳng nhẽ lại không trúng một viên đạn nào. Tiếp này, ngắm chuẩn này. Ấy, có khi do mình giữ chưa chắc tay mọi người. Mình sẽ phải giữ tay chắc hơn để viên đạn bay thẳng hơn. Đây, đây nhá, lại này. Có vẻ mọi thứ hoàn toàn là hên xui thôi. Anh em thấy rồi đấy, có vẻ là dù có chắc tay này, đây này. Đó, mọi thứ đều là hên xui. 10 viên rồi mà đâu 8 viên rồi mới trúng được một viên. Được đấy, anh em tin là 2 viên cuối này sẽ vào không em? 2 viên cuối này chắc chắn luôn là nó sẽ vào. Mình căn này, mình căn chuẩn này, thẳng này, thẳng. Đó, anh em nhìn thấy tay mình không bị run đúng không? Không hề bị run, tại sao như vậy nhỉ? Này, thẳng nhá. Như vậy là 10 viên đạn tiếp theo mình chỉ trúng được có duy nhất là 2 viên thôi. Khá là không may mắn cho lắm. Đây, đây, ta sẽ trúng được là 5 viên. Tuy nhiên thì nhìn kỹ lại, ta thấy được là chỉ có đúng 2 viên là cắm cái phần mũi nhọn vào miếng xốp này thôi. Còn lại thì 3 viên đạn khác là cắm cái phần đầu không nhọn, phần nhọn lại hướng ra ngoài. Thay vì là bay thẳng và đâm vào như này thì nó lại bay thế nào đó lại bị xoay và đâm vào như này. Nhưng mà để đâm vào được như này là phải dùng lực khá là mạnh đấy mọi người. Đấy thì mới đâm vào được. Còn nếu mà đâm thẳng thì nó lại rất đơn giản thôi. Tuy nhiên thì không hiểu vì sao, có thể là cái chiếc nỏ của mình, có thể là chiếc nỏ này bắn ấy, nó cái setup của nó không được chuẩn cho lắm, cho nên là khi mà chạm vào đây nó sẽ bị mũi tên nhá, đang như này, nó bay, nó xoay. Đấy, nếu nó xoay được đúng một vòng như này là sẽ đâm được vào miếng xốp và dính vào. Tuy nhiên thì đa phần các lần bay ấy, nó sẽ bay chỉ đến được một mức độ nào đó thôi và nó bị bật ra. Đấy, như thế nào đó nó không thể nào mà hoặc là như này hoặc là như thế này được. Nhìn chung thì đây là một món đồ chơi gọi là giá rẻ, cho nên là cái độ chính xác của nó đúng là rất là đáng gọi là buồn đấy. Đó và đó tất cả những gì mình muốn chia sẻ về chiếc nỏ 34.000 mình mua ở trên Lazada này. Nhìn chung thì đây là một cái món đồ cũng khá là vui, nghịch cũng khá là vui tay. Thi thoảng cầm sang bắn cho nó dính vào, bắn gần đây lại dính này, đấy. Thi thoảng cầm sang bắn nó cũng khá là vui. Nó có cả cái phần để móc vào chìa khóa nữa, có thể mang đi lại linh tinh. Nhưng mà kích thước của cái nỏ này thì nó có vẻ là hơi lớn cho một cái đồ móc chìa khóa. Tuy nhiên thì nỏ này, ưu điểm của nó là nó có thiết kế đẹp này, hoàn thiện tốt, đều bằng kim loại cả. Bắn cũng khá là ok. Tuy nhiên thì nhược điểm là nếu bắn ở cự ly khoảng độ 2m nó không chính xác đâu. Bắn gần như mình vừa bắn như này thì nó còn có độ chính xác gọi là tương đối. Và cái nhược điểm lại không được rồi. Và một cái nhược điểm nữa đó là cái phần cò súng này, cò của cái nỏ này nó thiết kế nó không được công học lắm, tức là khi mà bắn ấy chỉ sau một lúc mình bắn thôi là tay mình ấy đã bị gọi là đỏ hết cả lên rồi, nên là ta phải chú ý cái điều này. Tuy nhiên thì với mức giá khoảng tầm 35.000 thì đây vẫn là một sản phẩm mình thấy nó cũng khá là xinh và hay ho. Nhưng mà phải chú ý một lần nữa là ta không được phép là bắn cái nỏ này hay bắn những cái mũi tâm này vào người khác, bởi vì là đầu này là đầu nhọn, cho nên là nếu mà không may bắn nhầm vào những bộ phận quan trọng như là mắt chẳng hạn thì sẽ rất là nguy hiểm. Ta nên là cực kỳ chú ý điều này. Và không biết là anh em thấy sao về chiếc nỏ cầm tay móc khóa có khả năng là bắn tâm này thì em để lại comment bên dưới nha. Bên dưới thì mình cũng để link mình mua cái nỏ này ở trên Lazada cho anh em nào quan tâm nhé. Và nếu như anh em có bất kỳ câu hỏi nào dành cho mình cũng comment ở bên dưới luôn, hoặc là anh em có thể gia nhập group brief công nghệ ở trên Facebook, ở trên đó ấy, thì mình sẽ trả lời cho anh em nhanh hơn. Ok, thế thôi nhỉ. Bye bye.